Số phụ kiện săn bẫy em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác đam mê săn bẫy nhé. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác những cái mẫu guốc và những mẫu đai an toàn để cho các bác trèo cây. Đặc biệt là cho những các bác thợ ong, đến cái mùa ong các bác dùng cái mẫu guốc này để các bác có thể trèo cây đi kèm với những cái bộ quần áo ong cho an toàn. Thì bên em guốc em bên em đang cung cấp cho các bác là hai mẫu, một mẫu làm từ chất liệu bằng thép và một mẫu làm chất liệu từ inox các bác nhé. Thép thì bên em cung cấp cho các bác là thép nguyên liền khối như này, rất là dày dặn, và đinh thì chốt bên em làm cho các bác là nhọn như này và đinh dài, và cũng hàn mối hàn liền khối như này cho các bác để các bác yên tâm nó không bị oẻ, không bị gãy, không bị gãy khỏi cái thanh sắt này đâu nhé, thanh thép này đâu. Cái đinh thì bên em làm thì các bác thợ chuyên nghiệp nhìn cũng biết là gọn vót nhọn như này rồi, thì khi chèo nó sẽ bám vào cây rất là chắc chắn, sẽ không lo bị tuột. Và phần bụng chân thì bên em thiết kế cho các bác để các bác thêm một cái phần xốp này, các bác áp vào chân nó sẽ không bị đau, cho nó êm. Và về phần đai, đai buộc thì bên em làm từ cái chất liệu nó làm bằng đai không co giãn như này, đai vải như này, không co giãn, thì có những cái khuy để các bác cài theo cái chiều đo cái chân, cái bụng chân của các bác nhé. Ngoài gài theo vừa theo cái bụng chân của các bác, có theo khuy như này luôn. Cái bộ thép này thì bên em đang cung cấp cho các bác là 300.000 lượng ship. Và cái bộ inox thì bên em cũng vậy, hàn rất là chắc chắn và hàn liền khối như này, đinh rất là nhọn để bám vào cây, cũng có đầy đủ hết các khuy và có cả xốp để bụng chân cho các bác trèo không bị đau và rất là an toàn. Dây cũng là dây vải, dây không có giãn, có khuy như này cho các bác cài. Cái bộ này thì là bộ inox này bên em đang cung cấp cho các bác là 450.000 nhé, đã bao gồm phí ship vận chuyển. Và đây là dây đai an toàn. Dây đai thì bên em có hai kích thước, cũng là dây đai này từ dây đai an toàn lao động. Đấy. Cái dây này thì dây đai nhỏ, các bác dùng trèo cột điện đây. Dây đai này thì từ các bác có thể từ một tạ đủ về đấy ạ. Các bác một tạ đủ về trèo thoải mái. Dây an toàn, dây đai an toàn nó chỉ cái dây này thì nó đều như nhau hết, thế nhưng nó chỉ khác nhau ở cái đai này thôi. À cái móc này thôi. Cái móc khóa này thì móc nhỏ này thì là 150.000. Còn móc to bên em cung cấp cho các bác để các bác có thể dễ khóa hơn, dễ móc hơn, thì là bên em đang cung cấp là cái dây to này là 200 các bác nhé. Dây đai an toàn. Dây này các bác có thể từ tạ rưỡi đổ về. Các bác nào muốn mua guốc hay muốn mua dây đai an toàn thì cứ liên hệ số điện thoại em ghi ở góc màn hình. Em sẽ tư vấn và báo giá cụ thể, chốt đơn cho các bác. Số điện thoại có Zalo, các bác có thể kết bạn Zalo nhắn tin cho em. Em sẽ chốt đơn cho các bác nhé. Và để tiện theo dõi em thì các bác nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi em. Em sẽ đăng tải những cái sản phẩm bên em cung cấp cho các bác để về phụ kiện bắt ong, như chẳng hạn như ống nhòm. Bên em cũng cung cấp các loại ống nhòm này, quần áo bắt ong này, và guốc, dây đai an toàn. Đấy, đấy là những cái phụ kiện bên em cung cấp cho các bác để các bác đi săn bắt ong. Và xin kính chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé.